Ngày 15 tháng 10 tại Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lộc Bình tổ chức tiếp cận tiền ủng hộ của chi hội Việt kiều thành phố Sambubun, tỉnh Càn Đan, Vương quốc Campuchia gửi đến đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 3 vừa qua. Theo ông Trương Văn Tuấn, chi hội trưởng chi hội Việt kiều thành phố Sambubun khẳng định, thông qua lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lộc Bình, bà con Việt Kiều tại thành phố Sambubun đau buồn và chia sẻ khó khăn, mất mát của đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, bà con Việt Kiều tại thành phố Sambubun luôn một lòng hướng về quê hương đất nước. Qua phát động, bà con đã hưởng ứng rất cao, kể cả các em học sinh gốc Việt cũng dành số tiền đi học hàng ngày để ủng hộ với tổng số tiền là 53 triệu đồng tiền mặt. Tại đây, ông Trương Văn Tuấn, chi hội trưởng chi hội Việt Kiều thành phố Samubun đã trao số tiền 53 triệu đồng cho Quỹ ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Long Bình. Đây là tấm lòng của bà con gửi đến đồng bào miền Bắc thân yêu. Ông Tạ Văn Khương, bí thư đảng quỹ, chủ tịch Quỹ ban nhân dân thị trấn Long Bình cảm ơn và ghi nhận những tình cảm quý báu của bà con Việt Kiều thành phố Samubun. Địa phương sẽ chuyển số tiền này đến đồng bào miền Bắc thông qua Quỹ ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam quyền An Phú.